Dạ vâng, một mẫu xe được em lên sóng trong ngày hôm nay, cực kỳ VIP luôn, mà giá lại rẻ như vai ớt luôn ạ. Đó, đây là mẫu xe hạng sang nhá, cùng với phân khúc với Toyota Camry. Rất là nhiều bác luôn bảo cái mẫu xe này form dáng nó đẹp hơn Camry nhá. Các bác nhìn này, cái form nó rất là sang trọng luôn, trang bị nhiều option hiện đại. Đó, xe đẹp biển VIP các nhá. Toàn bộ đầy đèn nguyên bản này. Đó, cực kỳ chất lượng các bạn ạ. Một mẫu xe quá đẹp luôn. Các bác là đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em có nhé. Quá đẳng cấp luôn. Xe trang bị rất là nhiều option hiện đại nhá. Có form dáng đẹp. Toàn bộ đây, lốp mới cả dàn này các bác này. Nội thất zin nguyên bản này, các bác nhìn nội thất rất là thích luôn này. Nội thất đẹp không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Trang bị túi khí vòng quanh xe, phanh ABS, điều hòa tự động, chốt cửa động, gương kính chỉnh điện nhá, ghế chỉnh điện đa hướng, nội thất zin nguyên bản này, số tự động nhá. Độ thêm cả màn hình Android đa chức năng này. Âm thanh của dòng này cũng rất là hay luôn, cực kỳ êm luôn. Điều hòa auto này, này. Hai vùng điều hòa độc lập trước sau đầy đủ luôn. Sàn 5D. Ó, cái ghế của cái dòng này nhá, ngồi rất là êm luôn ạ, ngồi cực kỳ êm luôn. Táp lô các ông nhìn ạ, mới không ạ? Toàn bộ đây. Các ông nhìn này, táp ly này, nguyên bản của nhà máy từ đầu này. Quá chất lượng luôn. Đằng sau có vùng điều hòa này các ông này. Nói chung là xe còn chất lượng nhá. Cực kỳ chất lượng luôn. Em quay rất là chi tiết để các bác cảm nhận con xe này nó còn chất lượng như thế nào nhá. Toàn bộ táp ly đồng đều mới như nhau đúng không ạ? Trần này, trần lỉ mới cứng này, rất là sạch đẹp luôn. Toàn bộ đằng sau đây, đó, lỉ rất là mới. Sau vâng, mẫu xe được mang tên là Nissan Terra, sản xuất năm 2010, số tự động nhá. Một mẫu xe cùng với tôi, phân khúc với Toyota Camry. Vô lăng tích hợp bàn phím này, có chế độ ga tự động đầy đủ luôn. Ghế chỉnh điện đa hướng đâu này, đó, ghế chỉnh điện đa hướng này. Cái dòng xe này có cái bộ ghế da rất là xịn, ngồi rất là êm luôn ạ. Form dáng thì đẹp quá nhá, quá hiện đại luôn. Cốp cũng rất là rộng luôn ạ. Phần cốp đây nhá, có cốp đây, rất là sạch này. Đó, khá rộng luôn. Các bác nhìn này, cốp rất là rộng này, đúng không ạ? Bên dưới lỉ nguyên bản này, bên dưới nữa đây các nhá, toàn bộ là các xem mới chưa, có mới không ạ? Đó, nguyên bản luôn này, các bạn nhìn này, mới không ạ? Quá mới luôn ạ. 320 triệu nhá, 320 triệu các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe còn chất lượng như thế này rồi, giá siêu tốt cho các bác luôn ạ, giá cực kỳ rẻ luôn ạ. Sau đây mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Đề lỗ laptop nhá, đề lỗ laptop, đây phần đề lỗ đây, các bác nhìn đề lỗ này, màn hình Android này, đa chức năng này, kết hợp cam này, cam lùi led căng này, âm thanh hay các nhá, đầy đủ luôn. Sau đây mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Máy lỗ cực kỳ êm luôn. Kết hợp cả cảm biến bên này các nhá, họ đầy đủ luôn, cảm biến luôn, cam lùi và cảm biến lùi. Có dòng này trang bị cái dàn âm thanh nghe rất là hay luôn. Ở đây em sẽ mở bên trong này. Do một tay đang quay video nhá, và một tay mở rất là khó luôn. Em bật cái đèn lên này, cho bác xem cái phần đèn luôn.
Đấy, em bật hết đèn cho bác xem. Bác xem. Đấy. Mời bác em xem phần thông máy này. Bác nhìn đèn này. Đó. Đèn bi cầu nhá, siêu sáng luôn. Siêu sáng luôn ạ. Máy lỗ êm ru. Máy lỗ cực êm luôn ạ. Em đang để máy sát, máy điện thoại sát vào trong này luôn. Để các bác nghe cái máy này. Êm không ạ? Ở trong này máy móc các bác yên tâm nhé, bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Một lần em chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái chào. Tạm biệt các bác.